Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mùng 2 Tết, mình vô mình tưới sầu riêng. Thì mình thấy có một số cây á, nó dư kịp rồi. Nhưng mà một số cây là mình cần phải xử lý để cho già, cho mình sẽ dìu cái lá này cho nó già mau để cho nó kịp với bông. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà đọt nó vừa đang mở lá như thế này mà cây đang sổ nhụy. Mình làm sao để cho nó không rụng, mình vẫn làm được cái cách là dìu lá theo bông đang sổ nhụy nó không rụng nha các bạn. Đọt nó đang mở rất là nhiều như vậy nè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ về phân thuốc luôn, là mình sẽ sử dụng thuốc gì và tưới như thế nào. Đây là cái dàn bông này, nó sổ nhụy nè các bạn. Đó, nó sổ nhụy nè, không có rụng đâu các bạn, này nó chưa rụng đâu. Tầm 7 ngày nữa nếu mà đọt mà chưa lụa hết là nó sẽ rụng nhiều nha các bạn, cho nên là mình phải xử lý trong vòng 7 ngày nữa. Sau khi xẻo nhụy như vậy, sau khi bắt đầu là bông xẻo nhụy thì trong vòng 7 ngày nữa mình xử lý cho lá nó già mau thì là cây của mình nó vẫn đậu như thường nha các bạn, nó không có rụng đâu các bạn ơi. Mình kinh nghiệm nhiều rồi thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn là cái cách là mình xử lý phân thuốc như thế nào, tưới nước như thế nào để cho nó kịp. Khi mà mình xử lý thuốc á, cái lá nó mở ra là nó già mau các bạn. Đây nè, cái lá nó mở ra là nó muốn già luôn này, nó không còn được to nữa nha. Thường thì nếu mà những cái cây nào mà mình không xử lý á, cái cây mà nó kịp á, mình không xử lý thì cái lá nó ra rất là to. Còn cái cây mà mình xử lý cái một là lá là nó mở ra là nó muốn già luôn nha các bạn. Đây nè, thường á mà cái cây nào mà mình không xử lý ấy, thì lá nó ra to như vậy nè. Đấy, không xử lý thì lá ra to như thế này nè. Đó. Còn cái cây nào mà mình xử lý là lá bắt đầu nó sẽ nhỏ nha các bạn. Nó ra nó sẽ mở và nó sẽ già. Mình không có chặn nha, mình dìu nó thôi. Mình dìu làm cho nó già mau. Đây là lá nó rất là nhỏ này, là nó mở ra cái là nó muốn già luôn rồi. Đấy các bạn thấy không? Là cái cây lá này nó sẽ không được to nữa. Đấy, nó mở ra cái là nó muốn già luôn rồi. Là bình thường là cái lá của nó phải to như thế này nè, mà những cái lá này giờ mở ra nó chỉ nhỏ vậy thôi nè. Đây các bạn, đấy những cái lá mà nó kịp nè, thấy nó mở to các bạn. Còn khi mà mình xử lý ấy, thì nó sẽ nhỏ đi đây nè, nó sẽ nhỏ như vậy nè, nó sẽ mau già lắm nè, nó nhỏ này, thấy không các bạn, nó sẽ nhỏ hơn bình thường. Như mình xử lý như vậy là mình dìu đọt theo bông luôn nha các bạn. Đang sổ nhụy thì 7 ngày nữa mình xử lý vẫn kịp, không vấn đề gì đâu các bạn. Thôi bây giờ mình giới thiệu phân thuốc luôn cho các bạn xem. Mình sẽ nói chi tiết về phân thuốc nha. Trước tiên là bây giờ mình nói cái phân ở dưới gốc trước đi. Ở dưới gốc ấy, thì trước 10 ngày sổ nhụy này nè, là mình đã bỏ 12, 11, 18. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình bỏ 400 g. Cây năm thứ 10 là mình bỏ 800 g. 12, 11, 18. Thì sau xả nhụy này nè, sau khi mà được 10 ngày xả nhụy này mà dứt điểm, 10 ngày sau mình sẽ bón thêm một lần 12, 11, 18 nữa. Cũng như vậy, cây năm thứ 5, năm thứ 6 là 400 g, cây năm thứ 10 là 800 g. Đấy là phần dưới gốc. Còn trong giai đoạn này thì mình xử lý thuốc xịt già lá như thế nào. Thì khi mà mình kéo đọt đó các bạn, là mình đã đưa một cái lượng đạm vô trong cây rồi, cho nên là bây giờ trong cây ấy, nó còn tồn đọng ở cái lượng đạm để nó đẩy ra cái đọt này nè. Bây giờ mình khử cái lượng đạm nó đi bằng cái cách là mình sử dụng kali nha các bạn. Ví dụ như mình muốn giảm cân ấy, thì mình ăn chuối, ăn khoai lang. Để cho, tại vì trong thành phần chuối với khoai lang ấy, thì nó rất là nhiều kali. Thì nó khử được cái đạm đi, nó chuyển hóa thành năng lượng. Nó giảm giảm cân ấy, là nó làm mất chất béo đi ấy, các bạn. Thì bây giờ trong cây nó cũng vậy, nó có một cái hàm lượng chất béo ở trong cây là lượng đạm. Bây giờ mình sử dụng kali để mình khử đi. Mình không có sử dụng MKB hoặc là
MKB thì 0.5234. Hiện tại nó có 52% lân thì mình không thích. Rồi tại vì mình kéo đọt nha, mình đây là mình đang sử dụng phương pháp kéo đọt của mình ngay từ tập 1, tập 2 các bạn xem lại kỹ. Đó, rồi hoặc là 6-30-30, những thông số đó nó có lân thì mình không sử dụng lân trong giai đoạn này mà mình chỉ sử dụng kali nha các bạn. Thì kali là mình sử dụng 7544 nè, của hợp chí nè các bạn. 7544 của hợp chí này nè là mình 44% kali hữu hiệu. Hữu cơ nha, hữu cơ hữu hiệu 44% kali này. Mình sử dụng 3 gói 2 phi. 3 gói này 2 phi, một gói này là 250 g nha các bạn. 250 g. Thì 3 gói này 2 phi. Rồi mình cộng với lại combi này. Combi này thì 1 muỗng 1 phi, 2 muỗng 2 phi. Rồi mình cộng với lại cái sâu nhện này. Với lại thuốc rầy nữa. Thuốc rầy thì các bạn pha vô. Cái sâu nhện này thì mình pha được, mình ngừa nhện luôn nha các bạn. Mình là mình ngừa nhện xuyên suốt nha, chứ mình không có bỏ. Chứ nhện mùa nắng này nó sinh ra nhiều lắm. Mình cứ ngừa như vậy thì cái mật độ nhện của mình nó rất là ít. Rồi đấy là xịt ở ngoài lá. Thì sau khi mình xử lý kali này nè, nó sẽ rất là mau già nha các bạn. Cái lá nó mở ra á, là nó sẽ nhỏ và nó già như thế này nè. Đấy, nó không có bị cháy đọt, không bị đốt đọt, đọt vẫn ra bình thường. Nhưng mà chẳng qua là lá nó sẽ mở ra và nó già mau thôi nha các bạn. Nó sẽ nhỏ hơn bình thường. Đây nè, đấy, sau khi mình xử lý cữ 1 đấy, chuẩn bị mình xử lý cữ 2 nữa. Ngày mai thì mình xử lý thêm một cữ 2 nữa, cữ lần 2. Cách các bạn mà bị như vậy nè, thì mà các bạn cứ cắt 3 ngày các bạn xịt một lần. Hoặc là 5 ngày cũng được. Hoặc là 5 ngày các bạn xịt cái 7544 3 gói 2 phi đó. Bạn xử lý nó, cái già đọt này. Mà nhấp lại các bạn nhớ từ 3 cho tới 5 ngày nha. Đừng có để xa nha các bạn. Mình phải nhấp như vậy thì lá nó mới mau già. Đây nè, đọt ở trên thì nó mở nhiều lắm rồi. Còn những cây này thì nó mới mở nè. Mà mình mới xịt đây, mình mới xịt cái lúc mà, đây nè, đọt của cây này thì nó mới như thế này thôi nè. Nó mới như thế này nè. Nó mới như thế này nhiều lắm các bạn. Từ trên xuống dưới nó mới như thế này thôi nè. Mà mình cách đây, xịt cách đây 4 ngày. Xịt cách đây 4 ngày mà các bạn nhìn nó mở nè. Đấy, nó mở từ trên mở xuống nha các bạn. Nó mở rất là mau nha. Mới có 4 ngày thôi đó mà nó mở ghê không. Từ khi mà đọt nó mới đây nè, bắt đầu mà đọt nó, mà nó chỉ có một chút xíu về nó mới nhú về nè, thì nó ngậm rất là lâu nha. Nhưng mà một khi nó đã mở lá rồi ấy, nó chỉ mất trong vòng vài ngày cho tới 7 ngày là mình xử lý nó lụa luôn nha các bạn. Là coi như lúc đó là nó không hút dinh dưỡng luôn nha. Mình vừa đi phân gốc, mình vừa đi già lá. Rồi mình nhắc lại là phân gốc 12-18 trước 10 ngày. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 400 g. Cây năm thứ 10 800 g. Sau khi xào nhị 10 ngày. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 400 g. Cây năm thứ 10 800 g. Rồi xịt trên lá 7544, 3 gói 2 phi, cộng với combi, cộng với sâu nhện, thuốc rầy. Rồi trong bông, đặc biệt nhất, trong bông làm sao để cho nó đậu được. Thì đây là cái bí quyết của mình. Mình là kéo đọt cho nên là mình sử dụng cái bí quyết này nha các bạn. Đây, cái bí quyết là cái canxi bo này là các bạn. Ở trong bông ấy, thì sau khi mà xả nhụy được khoảng cứ chừng 80% hoặc là mình xem nha, nếu như xả nhụy xong mà sầu riêng của mình nó không rụng, que diêm nó vẫn chưa xả sinh lý thì mình hãng từ từ hãng xịt nha. Khoảng 10 ngày cũng được. 10 ngày rồi mình hãng xịt cái canxi bo này. Cái canxi bo này nè, là nó là của cái gì, là Money Fish này, cái này nó của Hàn Quốc nha các bạn, là Courier nè. Đấy, thì trong cái thằng canxi bo này á, là bởi vì sao mình chọn, là bởi vì cái thành phần của nó đặc biệt hơn nha các bạn. Nó không phải là canxi bo không, mà thực chất á, trong cái thành phần này á, nó có tới 9% đạm, 9% kali, 9% đạm, 9% kali và 7,2% canxi. Và bo ở trong này rất là ít, nó không đủ bo, cho nên là mình cộng thêm một hũ bo Israel nha các bạn. Đây nè, cái hũ bo Israel này nè. Đây nè. Đấy, đây là cái bộ mà mình xịt ở trong để mình dưỡng, mình làm cho không có rụng nha. Thì một chai này là mình xịt 4 phi, một chai 4 phi, một hũ này là 1 phi. Đó. Cái chai này là 4 phi nè. Rồi mình cộng thêm thuốc sâu. Cái thuốc sâu mình vẫn xịt thuốc sâu là
là cái hoạt chất nó là chlorpyrifosethin cộng với lại cybermethin đấy, hai cái hoạt chất này các bạn đi tìm bạn mua nhé. Nếu không có hiệu này thì các bạn tìm hai hoạt chất này nè, chlorpyrifosethin với lại cybermethin. Rồi cái này thì mình pha nửa liều nha các bạn, có nghĩa là một chai này thường á 450 ml này á mình pha với lại 2 phi, nhưng mà bây giờ mình pha là 4 phi nha, một chai này mình pha 4 phi. Mình không cần phải xịt thuốc sinh học cho nó tốn tiền nha các bạn. Cái này là bí quyết gia truyền của mình luôn á. Nó sẽ giảm được chi phí cho các bạn rất là nhiều. Này là mình chỉ cho các bạn để các bạn giảm thiểu chi phí của mình để mình làm tăng năng suất nha các bạn. Rồi cái cách mà mình xịt cái thằng canxi bo này á là bởi vì mình đưa dinh dưỡng ở bên ngoài, đã mình xịt 7544 là mình cung cấp dinh dưỡng cho nó nè, thì bên trong mình cung cấp dinh dưỡng cho nó nữa, thì cái cách xịt đó là mình xịt ở trong bông, cái ở trong này nè, thì khi mình xịt đó là mình xịt ở trong bông này, xịt trong bông xong thì các bạn phà hết ở dưới cái gầm lá này nha các bạn, các bạn phà ở dưới gầm lá này nè để cho nó hấp thụ nha, để cho cái thuốc nó hấp thụ nha, 9% đạm và 9% kali đó nó hấp thụ ở dưới mặt lá nè, đấy mình sẽ xịt xương ở dưới mặt lá nữa để cho nó hấp thụ cái lượng dinh dưỡng đó vô, thì bên ngoài mình cung cấp dinh dưỡng, bên trong mình cung cấp dinh dưỡng, như vậy là nó sẽ không rụng nha các bạn. Mình đã từng sử dụng rất nhiều thuốc, điển hình như là mình xịt ở ngoài là 3 số 22 là không được nha, ở ngoài mình xịt 3 số 22 rồi không được, chỉ có một cái là 7544 này là mình đã thử nghiệm trong nhiều năm qua, mình cảm thấy rằng là nó rất là ok và đây là cái quy trình mình thấy chuẩn nhất, mình muốn chia sẻ cho các bạn để mình làm đó. Thì đâu có vấn đề gì đâu, các bạn cứ xử lý như vậy thôi, không sao đâu. Đây nè, nó mở ra cái một lần là nó muốn già đâu này các bạn, thấy không, lá nó đâu mở to rồi đâu, nó không như những cái mà mình không làm già lá, những cái mà mình không làm già lá là nó sẽ to như thế này nè, nó sẽ từ từ nó mở to lắm, nó mở một lá nó mở to lắm đó. Khi mà mình đưa vô như vậy là nó, mình không đốt đòn cái liều lượng này á, là mình đã căn đo đong đếm rồi, cho nên là nó đủ để cho kịp già nha các bạn. Xịt vô là nó sẽ mở rất là mau, và nó mở ra là lá nó sẽ chỉ nhỏ lắm, không có to đâu, nhỏ hơn một nửa so với bình thường á. Còn các bạn nào mà không kéo đọt thì mình khuyên là không nên làm theo bài của mình, bởi vì đưa lượng kali vô thì các bạn phải tưới nhiều nước, không là nó sẽ ảnh hưởng tới lá. Tại vì mình kéo đọt mình tưới rất nhiều nước nha các bạn, mình tưới rất nhiều nước cho nên là cái lá của mình nó có một lượng nước rất là nhiều, thì mình xịt kali vô là gần như là không ảnh hưởng. Nó có ảnh hưởng nhưng mà nó cũng rất là ít nha các bạn. Còn bạn nào nếu như mà không kéo đọt á thì mình chỉ cho bạn một cái bài khác, đó là một ấy là các bạn sử dụng Anvin, các bạn dằn cái lá lại. Nếu mà các bạn mà ra đọt như vậy nha, là các bạn buộc phải làm, phải chặn đọt nha, chặn bằng MKB, chặn bằng cái gì thì mình không biết, nhưng mà đã ra đọt như thế này mà các bạn mà, à không, cái này là mình kéo đọt nhầm, mình kéo đọt thì mình xử lý cái bài của mình y như vậy 7544. Còn bạn nào mà không kéo đọt mà đọt bắt đầu mà nó hơi sáng sáng đó, mà nó chưa có mở lá, nó chưa có ra đâu nha, nó chỉ kiểu như là nó hơi sáng sáng như vậy nè, nó cứ hơi sáng sáng như vậy nè đấy, nó cứ hơi sáng sáng một chút như vậy nè, thì các bạn dằn luôn nha. Các bạn dằn bằng cái cách là bạn mua, đối với người không kéo đọt thì bạn mua Anvin 50g trên lít á. Các bạn xịt một chai đó là 2 phi 1 lít, một chai Anvin 1 lít, bạn xịt 2 phi, bạn dằn đọt. Bạn cứ dằn bằng thuốc bận như vậy thì cái lá của bạn nó không có ảnh hưởng. Lá nó già mà nó không, nó đứng cái đọt lại, nó đen cái đọt lại, nó không ảnh hưởng. Hoặc là các bạn sử dụng top vin nha các bạn. Top vin nó tới 111g trên lít hay sao? Nó thì một cái chai top vin đó là mình pha là một chai cho 4 phi nha các bạn. Còn Anvin thì là một chai 2 phi. 1 lít á, Anvin cũng là 1 lít, còn top vin cũng là 1 lít. Thì đó là cái cách mà các bạn nào muốn dằn đọt dằn cho những cái cây mà không kéo đọt. Còn mình kéo đọt là các bạn cứ sử dụng theo cái bài của mình nha. Thì mình chia sẻ như vậy. Mình thì mình làm trong nhiều năm qua rồi, mình làm nó đạt lắm các bạn. Có những cây mình kéo ấy,
thì nó dư kịp. Nhưng mà có những cây mình kéo mình vẫn phải xử lý nha các bạn. Đây là những cái cách mà mình xử lý để cho cái này nó đậu nè. Mình tưới cái này của mình nó cũng tươi lắm nha các bạn, chứ không phải là, chứ không phải nó quá héo đâu nha, nó tươi lắm. Hiện tại là mình cứ tưới 3 ngày một lần, mà bây giờ mình chỉ còn tưới là 1 tiếng 50 phút thôi. 1 tiếng 50 phút. Hôm bữa mình cũng tưới 2 tiếng. Nó vẫn chưa sao các bạn. Tại vì mùa này mùa nắng ấy, mình tưới nhiều nước một chút nó không vấn đề gì. Cây nó vậy chứ mà mình là khu vực ở miền Đông Nam Bộ, vùng đất đỏ. Tại vì mình kéo đọt cho nên mình cứ tưới nhiều nước như vậy nó quen từ cái lúc đầu rồi các bạn. Cho nên là mình cứ theo cái đà đó mình tưới thôi. Chứ bây giờ mình mà tưới ít là không được nha các bạn. Không có cái chuyện mà tới khi xả nhụy mà xiết nước đâu nha các bạn. Mình phải tưới nha. Tại vì mình kéo đọt rồi thì đọt nó không ra ở đâu, thì các bạn cứ tưới theo cái đà đó. Mình tưới thì bây giờ là còn 2 tiếng. Rồi chuẩn bị là mình sẽ giảm xuống khoảng 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Năm nay thì mình sẽ giảm xuống 1 tiếng rưỡi. Như mọi năm ấy, nó không khắc nghiệt ấy, thì mình tưới 1 tiếng thôi. Nhưng mà năm nay mình sẽ tưới 1 tiếng rưỡi nha. Sau khi mà xả nhụy xong đấy. Hoặc là đang xả nhụy vậy là mình xuống 1 tiếng rưỡi cũng được nha. Để cho cái hạt phấn của mình nó đạt hơn đấy. Nhưng mà đối với mình thấy mình tưới 1 tiếng 50 phút hay là 2 tiếng như vậy nè. Mình thấy hạt lượng phấn hôm qua mình đi thụ phấn ấy, cái lượng phấn của nó rất là mịn và nhiều nha các bạn. Mình phải đeo khẩu trang luôn á. Bởi vì mình thụ phấn, cái phấn nó bay ra mù mịt luôn mà. Nhiều lắm. Nên mình phải đeo khẩu trang. Hả? Này nó cũng sổ dị nhiều lắm ạ. Còn mấy cây này thì đối với mình là như vậy là dư sức rồi. Mở như vậy là mình xử lý là dư sức rồi. À, chỉ có cái này là vừa kịp nè, mình phải xử lý vừa kịp nè. Những cái là nó chưa mở như vậy nè. Xịt vô cái một là nó mở ra, cái một là nó dài luôn nha các bạn. Nó ra không nổi đâu. Đây nè, nó ra được 3-4 lá này là bắt đầu nó nhỏ tí vậy nè. Nhỏ, nó chỉ bằng một nửa so với bình thường thôi. Đấy. À, các bạn nào mà thấy mình chia sẻ hay thì cho mình một lượt đăng ký, cho mình một lượt like, để lại bình luận giúp mình nha. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ hỏi mình. Mình sẽ một là trả lời qua bình luận, hai là mình sẽ làm video nói chi tiết về cái vấn đề của các bạn. Tại vì mình thấy nhiều cô chú anh chị và các bạn mình loay hoay lắm, mình không có biết xử lý như thế nào ấy. Mà sầu riêng thì nó đang có giá trị, cho nên là mình muốn cho tất cả mọi người mình cùng biết làm để mình có cái sản lượng tốt nha các bạn. Mình thì mình có một cái tật xấu ấy là không thích ăn một mình ăn chung nó mới vui các bạn ơi. Cho nên là mình chia sẻ cho tất cả mọi người mình cùng làm để mình cùng nhau mình có thêm thu nhập, bởi vì mình làm nông á, mình làm nông á, mình biết được cái cực khổ của nông dân mình lắm các bạn. Không phải đơn giản đâu nha các bạn, làm ra được quả sầu riêng nó mệt lắm nha các bạn. Nó công phu lắm ấy. Mình làm ra được một quả sầu riêng, hai quả sầu riêng thì nó dễ. Nhưng mà để mà làm ra được sầu riêng nó có sản lượng, mẫu mã đẹp là mình phải cực kỳ nghiêm túc và làm rất tốt tất cả các quy trình nghiêm ngặt nha các bạn. Chứ bây giờ mà nói mình làm sầu riêng ra được một cây chừng 20-30 quả thì nó dễ quá các bạn. Nó không có khó. Còn bây giờ mình làm sao để mình cố gắng mình đạt sản lượng. Khi mà mình kéo được một cây đọt như thế này nè thì mình sẽ lời được một cây đọt nha các bạn. Mình lời được một cây đọt, cây của mình nó sẽ to hơn những cái cây mà không kéo đọt. Ví dụ như bây giờ bạn không kéo đọt thì cái cây của bạn nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nhiều khi bạn còn xịt già lá rồi xịt chặn đọt nữa. Còn mình đó, mình kéo thêm một cây đọt đấy, cây của mình nó sẽ to hơn một cỡ. Và cứ mỗi một năm như thế mình sẽ lời được hơn một cây đọt. Thì cây của mình ấy, cùng trồng với cái cây ví dụ 5 năm đi, thì cây năm thứ 5 ấy, nó sẽ to hơn những cái cây khác. Và năm thứ 10 các bạn mới thấy 5 năm là 5 cơ đọt, thì 5 cơ đọt đó nó sẽ to hơn cái cây mà không kéo đọt. Cứ vậy nó cứ nhân lên thì cây của mình nó sẽ rất là khỏe nha các bạn. Tại vì mình ngày xưa mình không kéo đọt đâu, nhưng mà về sau này thì mình sẽ càng ngày càng nghiên cứu thì mình chuyển sang cái kéo đọt này nhiều năm nay rồi, nó thành công rồi thì bây giờ mình vững rồi ấy,
Thì mình chỉ lại cho các bạn để các bạn yên tâm các bạn làm, mình đừng có lo lắng nha. Chứ đâu có cái chuyện mà đọt nó phải già. Mình nó đang như thế này mà đang xẻo nhị, nó vẫn được nha các bạn. Mình xử lý như cái bài của mình ấy là nó vẫn đẹp nha. Không có phải là đọt nó phải già khằng thì mới không sao nha. Đây nè. Mình ở miền Đông Nam Bộ, đất đỏ Ba Gian thì mình tưới như thế. Còn các bạn mà ở khu vực miền Tây ấy, khu vực miền Tây thì các bạn có mực nước chân. Tại vì mình có mương, có rãnh, mình có líp ấy, mình có cái mương nước á, cho nên là mình tưới ví dụ như cách ngày có nhiều bạn tưới 5 phút, tưới 10 phút thì các bạn tưới được, tại vì các bạn còn cái nước chân. Còn mình ở khu vực miền Đông Nam Bộ này ấy, thời tiết nó khắc nghiệt hơn. Mình mà tưới giống các bạn ở miền Tây là không thể nào được nha các bạn. Mình mà tưới theo kiểu đó là đói luôn nha các bạn. Như thế là thiếu nước, nó còn rụng ghê hơn nữa. Mà khi các bạn phải nhớ là tới năm nay ấy, mình làm sầu riêng ấy, thì nó có hai lúc mà mọt nó sinh ra rất là nhiều. Đó là khi xiết nước làm bông. Cái giai đoạn đó nó sinh ra mọt rất là nhiều, bởi vì cây của mình bắt đầu nó khô, con mọt nó tấn công. Khi mà cây của mình nó đủ nước, nó nhiều nước thì cái mọt, con mọt nó sẽ không tấn công. Thì đấy là cái lần thứ nhất là khi mình xiết nước. Cái lần thứ hai là khi bắt đầu xả nhụy này, mình giảm nước nè. Cái giai đoạn này bạn nào mà xiết luôn ấy, mà không tưới trong vài tuần hoặc là một tuần gì đó, thì mình đảm bảo với các bạn là bắt đầu mọt nó sinh ra rất là nhiều nha các bạn. Cho nên là mình muốn hạn chế được những cái bệnh đó, mình vẫn phải tưới đều cho cây sầu riêng. Mình tưới không phải là hạt phấn nó dư nước hay gì đâu các bạn. Mình tưới như thế bao nhiêu năm nay ấy, mình thấy nó rất là đẹp. Đấy là cái kinh nghiệm mà mình trải nghiệm thực tế. Thực tế đó là thực tế nha các bạn. Cho nên là mình chia sẻ lại cho các bạn về cái cách mà mình làm như thế. Thì các bạn nếu mà có yêu mến mình, muốn xem nhiều clip hơn mà mình đăng tải để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm này, thì các bạn cứ cho mình xin một like, cứ để lại một bình luận cho mình xin một like, một chia sẻ, và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ mình để mình sẽ cố gắng ra nhiều clip hơn sắp tới để làm sao trái sầu riêng không những là đậu sai, đậu nhiều mà mình còn làm cho tròn trái nha các bạn. Đạt sản lượng nha các bạn. Mình làm nó cố gắng nó tầm 3-4-5 kg để cho nó có sản lượng nha các bạn. Thôi thì mình cũng chúc tất cả các bạn cô chú, mình cũng chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui. Nếu mà cứ khi nào mà các bạn mà thấy mà nản ấy, cứ nhớ tới mình, có một người rất là đang cố gắng từng ngày một chung trên một con đường hành trình với tất cả các bạn nha các bạn. Thôi mình cùng nhau cố gắng nha các bạn. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.